Xin chào quý vị và các bạn đã đến với bản tin của Vietnam Sport ngày 28 tháng 6 năm 2022. Quang Hải đã chính thức lên chuyến máy bay của mình để mang giấc mơ tới châu Âu. Hãy gửi những lời chúc tốt đẹp nhất dành cho chàng tiền vệ sinh ra tại miền Đông nước Anh, những lời chúc tốt đẹp nhất, và hãy cùng Minh Hải đến với những thông tin hot nhất trong ngày hôm nay. Quang Hải bịn rịn chia tay gia đình sang Pháp, sẵn sàng gia nhập Pau FC. Sáng ngày 27 tháng 6, cầu thủ Quang Hải đã có mặt tại sân bay Nội Bài, chuẩn bị cho hành trình sang Pháp của mình. Đưa Quang Hải ra sân bay còn có bố mẹ, cháu và bạn gái của anh. Do hết chuyến bay thẳng sang Paris nên Quang Hải sẽ phải quá cảnh một đêm tại Đức. Chuyến bay của Quang Hải cất cánh sang Frankfurt vào lúc 9 giờ 40 sáng. Trước giờ lên đường thì Quang Hải có những chia sẻ về hành trình sắp tới của mình tại châu Âu. Tiền vệ 25 tuổi cho biết: "Tôi chấp nhận thử thách và biết chắc chắn rằng không có thành công nào không được đánh đổi bằng mồ hôi và công sức. Ra nước ngoài thi đấu đã là một quyết định dũng cảm của cá nhân tôi. Có thể ở Việt Nam tôi được nhiều người biết đến, nhưng khi sang châu Âu tôi sẽ phải bắt đầu từ đầu. Tôi không ngại gian khổ, tôi tin vào bản thân mình." Trước đó, truyền thông Pháp đồng loạt đưa tin Quang Hải sẽ gia nhập Pau FC. Tờ báo uy tín của nước Pháp là L'Équipe thậm chí còn nói rằng Quang Hải sắp gia nhập Pau FC ở Ligue 2 với bảo đồng có thời hạn là 2 năm. Quang Hải là ngoại binh thứ 9 của Pau FC, giá trị đội khoảng 16,6 triệu euro. Đích thân huấn luyện viên Tholot của Pau FC mong muốn Quang Hải sau khi xem các băng hình về anh. Xuất thân là một tiền đạo, huấn luyện viên Tholot muốn áp dụng triết lý bóng đá tấn công và kiểm soát cho câu lạc bộ Pau FC. Sơ đồ chiến thuật của huấn luyện viên này thường sử dụng là 4-2-3-1 với vị trí nhạc trưởng có thể được giao cho Quang Hải nếu như anh đảm bảo những yêu cầu về mặt chuyên môn. Huấn luyện viên Tholot cho biết sau khi theo dõi băng hình về Quang Hải đã rất thích tiền vệ áo số 19 của đội tuyển Việt Nam. Ông cho rằng đây chính là mảnh ghép phù hợp để xây dựng đội bóng mới ở mùa giải tới và muốn cho câu lạc bộ chủ quản ký hợp đồng với cầu thủ tới từ Việt Nam. Vượt qua được phần kiểm tra y tế thì Quang Hải sẽ chính thức ra mắt câu lạc bộ ngay trong tuần này. Anh sẽ bước vào tập luyện để chuẩn bị cho mùa bóng mới 2022-2023. Pau FC và Quang Hải với bản hợp đồng kéo dài 2 mùa, thêm một điều khoản nữa là gia hạn 1 năm. Quang Hải sẽ phải rất nỗ lực để có thể tạo dấu ấn với huấn luyện viên Tholot cùng các đồng đội và thích nghi với môi trường bóng đá tại Pháp, cũng như tạo ra sự thiện cảm với những cổ động viên đang theo dõi đội bóng này. Với tổng giá trị đội hình ở mức 16,6 triệu euro, Pau FC cũng có một vài cái tên nổi bật. Một trong số đó là thủ thành Stefan Bajic, người vừa chuyển đến từ câu lạc bộ Saint-Étienne hồi tháng 2 vừa qua. Thủ thành này đang được định giá lên đến 1,8 triệu bảng theo Transfermarkt. Để chuẩn bị cho mùa bóng mới, Pau FC đã thanh lý hợp đồng đến 11 cầu thủ và chiêu mộ 9 gương mặt mới. Trong đó, những sự bổ sung đáng chú ý như cầu thủ chạy cánh Basuamina, người được định giá 500.000 euro, hai tiền vệ Sessi D'Almeida, cầu thủ từng chơi cho Valenciennes và được định giá là 600.000 euro. Họ cũng có thêm một tiền vệ tấn công đáng chú ý khác, Henry Saivet. Anh từng có quãng thời gian khoác áo Newcastle và chuyển đến Pau FC theo bảo đồng chuyển nhượng tự do. Đây sẽ là đối trọng chính của Quang Hải để tranh một suất ở hàng tiền vệ. Tính cả Quang Hải, Pau FC sẽ có tổng cộng là 9 cầu thủ nước ngoài. Đại đa số họ đều đến từ các quốc gia ở châu Phi như Senegal, bờ biển Nga hay Algeria. Quang Hải là cầu thủ châu Á duy nhất của Pau FC trong mùa giải tới và là cầu thủ thứ hai tới từ lục địa này từng đến chơi tại đây. Viettel giữ đỉnh bảng tại AFC Cup. Derby Young Elephants với tỷ số 5-1 ở trận ra quân, Viettel được kỳ vọng sẽ tiếp tục thắng tưng bừng để rộng cửa vào bán kết khu vực. Nhưng thực tế, đội chủ nhà chỉ khiến khán đài sân Thống Nhất sôi nổi trong khoảng 10 phút đầu, đặc biệt khi hậu vệ Duy Thường ghi siêu phẩm xuất xa từ cự ly 30m. Suốt thời gian còn lại, Viettel trở về với hình ảnh một đội bóng chơi thực dụng trước một đối thủ bị đánh giá yếu hơn rất nhiều. Khi bổ nhiệm huấn luyện viên Benji Won, người không thể chỉ đạo trận đấu này do bị nhiễm Covid-19, thay cho vị trí của huấn luyện viên Châu Việt Hoàng, nhiều người kỳ vọng Viettel sẽ thay đổi diện mạo lối chơi. Tuy nhiên, diễn biến của trận đấu cho thấy nhà vô địch V-League 2020 vẫn nhờ cậy rất nhiều vào hàng thủ chắc chắn. Khi có cơ hội phản công, họ cũng không mạo hiểm dâng cao mà chủ yếu chờ đợi hai tiền vệ ngoại binh là Kiovane và Pedro Paulo tỏa sáng ở phía trên. Phnom Penh Crown thua đối thủ Singapore Hồ Gàng United 3-4 ở trận ra quân. Vì thế, đội bóng này phải giành điểm nếu không muốn bị loại sớm. Thực tế thì đương kim vô địch của Campuchia nhập cuộc rất tự tin, chủ động triển khai lối chơi kiểm soát bóng. Tuy nhiên, sau khi bị Viettel dẫn bàn, dù chơi rất nỗ lực nhưng Phnom Penh Crown cũng chỉ tung ra được 4 pha dứt điểm và không lần nào trúng đích. Những tình huống nguy hiểm nhất của đội khách được tạo ra chủ yếu đến từ sai lầm của thủ môn Quang Thế Tài. Cuối hiệp 2, pha phá bóng thiếu dứt khoát của thủ thành Viettel đã tạo cơ hội để Tin Assam dứt điểm về phía khung thành trống, nhưng bóng lại đi ra ngoài. Hai tuyển thủ U23 Việt Nam là Mạnh Dũng và Danh Trung đá chính cứu vãn sự quan tâm với Viettel khi mà thế trận có phần nhàm chán. Hai cầu thủ này được bố trí chạy cánh, hỗ trợ cho cặp tiền đạo ngoại binh. Mạnh Dũng chơi ấn tượng, không chỉ hỗ trợ đắc lực cho hàng phòng ngự ở cánh phải, anh còn hai lần dứt điểm đầu hiệp 2, trong đó có cú vẩy má ngoài chân trái đi chơi cột dọc. Trần Danh Trung thì chưa chơi tốt như người đồng đội,
Tiền vệ này vẫn phát huy được những pha đi bóng tốc độ nhưng có phần cá nhân và để mổ bóng nhiều. Anh cũng có cơ hội nhưng dứt điểm chưa thực sự ấn tượng. Với chiến thắng này, Viettel vẫn giữ vị trí đầu bảng với 6 điểm. Cùng hiệu số bàn thắng bại là dương 5. Họ sẽ bị vượt mặt nếu Hougang United đánh bại Chang Elephants với cách biệt tối thiểu 5 bàn. Ở lượt đấu cuối vào ngày 30 tháng 6, Viettel chạm trán Hougang United trong trận đấu nhiều khả năng sẽ định đoạt ngôi đầu. Tuyển nữ Việt Nam lên đường giao hữu với đội hạng 3 thế giới. Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam do huấn luyện viên Mai Đức Chung dẫn dắt vừa kết thúc 4 tuần tập luyện tại Trung tâm Đào tạo bóng trẻ Việt Nam để lên đường sang Pháp đã giao hữu với đội hạng 3 thế giới. Huấn luyện viên Mai Đức Chung cho biết ông rất hài lòng về kết quả tập luyện của toàn đội trong suốt quãng thời gian vừa qua. Đội tuyển nữ Việt Nam tập luyện trong điều kiện nắng nóng tại Hà Nội nhưng toàn đội vẫn khắc phục để hoàn thành tốt giáo án, bao luyện linh động cho cao thủ tập sớm hơn vào các buổi sáng và muộn hơn vào các buổi chiều để tránh nóng. Đội đã có 2 tuần rèn thể lực và 2 tuần chuẩn bị chuyên môn. Cho đến lúc này, việc chuẩn bị là tương đối hoàn chỉnh. Nếu như thời tiết mát mẻ hơn, chúng tôi sẽ có sự chuẩn bị tốt hơn nữa. Trong quãng thời gian tập luyện tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, đội tuyển nữ quốc gia được sắp xếp thi đấu giao hữu với các đối tượng khác nhau. Cụ thể là đội hình dự bị đã hòa đội U18 nữ quốc gia không đều. Đội hình chính thua đội U15 PVF 1-5 và thua đội bóng cựu cầu thủ từng tham dự SEA Games với tỷ số là 2-3. Thời gian vừa qua, cao thủ vẫn đang trong giai đoạn tập nặng, rèn thể lực cường độ cao nên việc thi đấu giao hữu không đặt nặng về thành tích. Qua những trận giao hữu này, mục tiêu của ban huấn luyện đã hoàn thành khi xây dựng xong cho đội hình và chiến thuật cho cả đội. Đội tuyển nữ Việt Nam bay vào 0:30 ngày 28 tháng 6 thay vì 22:30 ngày 27 tháng 6 như dự kiến vì chuyến bay bị trễ. Đội tuyển nữ Việt Nam mang theo rất nhiều hành lý vì không chỉ sang Pháp. Sau trận giao hữu với đội tuyển Pháp vào ngày 1 tháng 7, các cô gái sẽ di chuyển sang Philippines để thi đấu giải vô địch Đông Nam Á. Đội còn mang theo cả nồi cơm để nấu cơm tại nước bạn. Huấn luyện viên Mai Đức Chung cũng đã chốt danh sách 25 cầu thủ đi tập huấn Pháp và tham dự giải bóng đá nữ Đông Nam Á 2022. Các cầu thủ trẻ không nằm trong danh sách gồm thủ môn Đào Thị Kiều Anh, Thu Phương và Phương Thảo. Sau đây chúng tôi xin được tiếp tục bản tin Vietnam Sport với những tin tức khác. Ronaldinho sang Indonesia chơi bóng, huấn luyện viên tuyên bố thích đá đâu thì đá. Ronaldinho đã đến Indonesia để khoác áo câu lạc bộ Ran Sinigong, đội bóng đang chơi ở giải hạng 2 của Indonesia Liga 2. Cựu ngôi sao người Brazil chỉ ký hợp đồng một tuần để tham dự một giải giao hữu cùng 3 câu lạc bộ khác là Arema FC, Rans Nusantara và Persik Kediri. Theo một số nguồn tin, Rans đã mất đến 579.000 đô la Mỹ, tương đương với hơn 12 tỷ đồng để thuyết phục Ronaldinho đến đây chơi bóng. Tiền vệ tài hoa này ra sân trong trận đấu giữa Senegal gặp cao thủ Arema và Persik với thời gian là 45 phút mỗi trận. Việc Ronaldinho sang Indonesia chơi bóng là mang đậm chất thương mại. Tuy nhiên, sự xuất hiện của nhà vô địch World Cup 2022 đã tạo ra cơn sốt trong lòng người hâm mộ xứ vạn đảo. Thậm chí huấn luyện viên trưởng của câu lạc bộ Rans tuyên bố Ronaldinho thích đá đâu thì đá. Ông Damavan đã mang theo tất cả cao thủ đến tham dự giải đấu có sự xuất hiện của Ronaldinho. Thật vậy, Ronaldinho là khách mời đặc biệt và có đặc quyền được chơi ở bất kỳ vị trí nào. Thường thì cậu ấy đá vị trí số 10. Hy vọng Ronaldinho có thể thi đấu hết trận và giúp cao thủ của chúng tôi có những trải nghiệm quý giá. Đây là lần thứ hai huấn luyện viên Ramat tận mắt chứng kiến những ngôi sao hàng đầu thế giới thi đấu. Năm 2001, David Beckham cũng đã đến đá giao hữu ở Indonesia theo một bảo đồng giao kèo mang tính thương mại. Thưa quý vị, là chi tiết vừa rồi cũng đã khép lại bản tin Vietnam Sport ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn toàn thể quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!